Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review nhanh hai cuốn sách, đó là Đấu trường sinh tử hay còn gọi là The Hunger Games của Susan Collins và Trò chơi sinh tử hay còn gọi là Battle Royale của Kousun Takami. Tại sao mình lại review hai cuốn sách này với nhau? Thì mọi người hãy cùng xem hết video nhé. Mình sẽ so sánh hai cuốn sách này bằng cách là trả lời 5 câu hỏi. Thì trước khi trả lời 5 câu hỏi đó thì mình sẽ giới thiệu thêm một chút, đấy là cuốn Đấu trường sinh tử này thực ra là một bộ sách gồm 3 cuốn sách, đó là Đấu trường sinh tử, Bắt lửa và Hống nhại. Thì bởi vì mình không có cả 3 cuốn sách ở đây nên là mình sẽ sử dụng một cuốn sách này để cho mọi người xem thôi nhé. Mình review hai cuốn sách này cùng với nhau bởi vì là nội dung của nó cũng khá là tương đồng. Đó là cùng nói về một mô típ chiến tranh sinh tồn. Ở trong cuốn The Hunger Games thì gọi là đấu trường. Khi mà bạn vào đấu trường thì bạn sẽ phải chém giết những đối thủ khác để mình trở thành người chiến thắng. Và ở trong Battle Royale cũng như vậy. Tức là cũng có một cái trò chơi y chang như vậy luôn. Bạn sẽ phải giết chóc những người còn lại để mình trở thành người chiến thắng ấy. Câu trả lời là không. Mặc dù Đấu trường sinh tử The Hunger Games ra đời sau mà đến năm 2009 mới xuất bản, trong khi Battle Royale thì đã ra đời từ năm 1996 rồi. Tuy nhiên thì Đấu trường sinh tử lại có một hoàn cảnh ra đời rất là rõ ràng. Cô Susan Collins đã lấy ý tưởng, đã lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp. Ở trong thần thoại Hy Lạp thì có một con quái vật tên là Minotaur, và hàng năm thì người dân ở vùng Athens ở trong thần thoại phải dâng lên cho con Minotaur này 7 người con trai và 7 người con gái để nó ăn thịt. Thì vào một năm đó, trong 7 người con trai đó có một người anh hùng tên là Theseus. Thì người anh hùng đó đã giết Minotaur và chấm dứt cái thảm họa hiến tế từ đó. Vì thế nên là cô Susan Collins nghe thấy cái câu chuyện thần thoại Hy Lạp như vậy thì cô thấy rất là có cảm hứng và cô đã xây dựng nên nhân vật Katniss Everdeen ở trong Đấu trường sinh tử. Và cô cho rằng Katniss Everdeen chính là một Theseus thời hiện đại. Cuốn sách kinh dị tàn bạo hơn thì chắc chắn chính là Battle Royale của Nhật Bản. Mình có 3 lý do để nói rằng cuốn này kinh dị và tàn bạo hơn. Thứ nhất là những cảnh chém giết nhau. Nhân vật trong trò chơi sinh tử đây là các bạn học sinh lớp 9. Vì vậy nên là các bạn ấy chưa bao giờ biết giết người là gì, chưa bao giờ biết đấu tranh là gì cả. Chỉ kiểu có sao thì làm vậy thôi. Được phát cho vũ khí gì thì sẽ giết người bằng cái đó. Thế nên là những cái pha giết người ở trong này nó rất là kinh khủng, nó rất là dã man. Kiểu Phực Quý Phát có một cái rìu đâm vào mặt chết. Kiểu như vậy. Nó rất là kinh dị, nó rất là máu me. Nói chung là cuốn này thì mình khuyến cáo là những bạn trên 18 tuổi để hẵng đọc, bởi vì là nó khá là nặng đô. Lý do thứ hai để mình nói cuốn này man dợ hơn, đó là những người ở trong trò chơi đó là các bạn học sinh cùng lớp với nhau. Ở trong đó thì có những người bạn thân, những người bạn mặc dù không thân nhưng mà cũng có tình bạn bè ấy. Vừa mới lúc trước còn chia nhau cái bánh quy, vừa kể chuyện crush với nhau mà phút sau mình đã phải cầm vũ khí lên để đánh, để chém giết nhau rồi, thì mình thấy nó thật là kinh khủng. Không biết là mình ở trong cái trường hợp đấy thì mình sẽ làm thế nào. Và lý do thứ ba đó là không khí của cuốn sách cực kỳ u tối. Nó làm cho mình có cảm giác như là mình cũng đang ở trong cuộc chiến ấy. Nhiều pha thót cả tim luôn. Nói chung là đọc cuốn này thì các bạn sẽ thấy vô cùng rợn gáy và cảm thấy rất là hồi hộp, rất là tim đập thình thịch, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và ai sẽ là người phải hy sinh tiếp theo. Về The Hunger Games thì cuốn này nhân văn hơn rất là nhiều, bởi vì những người giết nhau ấy thì họ chưa hề quen biết nhau là thứ nhất này, và thứ hai là họ là những người mà họ đã được báo trước về cái trận đấu đấy rồi. Thế nên là họ sẽ có những cái sự chuẩn bị và họ sẽ luyện tập một cái môn nào đấy để họ giết nhau một cách kiểu professional hơn, một cách chuyên nghiệp hơn, chứ không giống như kiểu của Battle Royale. Trong hai cuốn sách này thì có rất là nhiều điểm khác nhau. Đầu tiên là về cái cơ cấu của trò chơi. Ở trong The Hunger Games thì cái số lượng người chơi sẽ là 24 người. Trong The Hunger Games thì đất nước Panem có 12 quận và mỗi năm thì sẽ phải nhặt ra mỗi quận 2 người để tham gia cái đấu trường sinh tử đấy. Thì tổng thể là sẽ có 24 người chơi. Còn ở trong Battle Royale thì cái số lượng người chơi nó sẽ random. Có nghĩa là đưa cả một lớp đi thì lớp đó có bao nhiêu người thì là bằng đó người chơi luôn. Về độ tuổi của người chơi thì The Hunger Games thì sẽ là 14 tuổi trở lên. Có những người sẽ lớn hơn. Còn ở trong Battle Royale thì bằng nhau hết, cùng học lớp mà. Tiếp theo là về mục đích của cuộc đấu. Ở bên The Hunger Games thì đấu trường sinh tử được mở ra để cho Tổng thống trấn áp người dân để họ không nổi dậy đấu tranh. Để cho họ thấy là chúng mày cứ nổi dậy đấu tranh đi, ta sẽ nhặt người của chúng mày ra đây để ngồi xem chúng mày giết nhau chơi.
Còn ở Battle Royale thì cái lý do đưa ra để tổ chức trò chơi nó khá là xàm, tức là họ muốn đo xem là ở trong cái trường hợp ngặt nghèo thì con người sẽ sinh tồn như thế nào. In The Hunger Games nó sẽ nói về cái tinh thần đoàn kết để chiến đấu, để đấu tranh. Còn ở trong Battle Royale thì nó sẽ nói thẳng vào cái lương tâm và cái bản ngã của từng người một. Liệu ở trong cái trường hợp như vậy thì con người sẽ làm như thế nào? Từng người sẽ làm như thế nào? Họ sẽ vẫn giữ được cái lõi của mình là hướng thiện hay là họ sẽ thay đổi để bảo toàn mạng sống cho mình? Cá nhân mình thì mình thích Battle Royale của Koushun Takami hơn vì các lý do sau. Lý do đầu tiên đó là nó có nhiều cảnh bạo lực hơn này, nó có nhiều chi tiết đắt giá, nhiều chi tiết thú vị hơn để mình đọc. Mình cảm thấy rất là đã khi đọc cuốn này. Và nó cũng không lan man nhiều chuyện ngoài lề như là The Hunger Games. Ở trong cái The Hunger Games này thì các bạn có thể thấy là đọc đến tầm 2/3 cuốn truyện rồi nhưng nó vẫn chưa vào đấu trường, chưa vào đến cái phần mà mình thích đọc nhất. Còn cuốn này thì ngay sau những trang đầu tiên thì là đã vào luôn trận chiến rồi, và cái trận chiến nó kéo dài xuống tận cuối sách luôn. Mình rất là thích. Lý do thứ hai là mình rất là thích cái ý nghĩa nhân văn của nó, đó là đánh vào lương tâm của từng con người. Con người phải tự vấn xem là nếu mà mình ở trong trường hợp như vậy thì mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ vẫn giữ nguyên cái bản năng hướng thiện của mình hay là mình sẽ tìm mọi cách để bảo vệ mạng sống mà bỏ mặc bạn bè? Lý do cuối cùng đó là vì nó là của Nhật Bản. Mình rất thích văn học Nhật Bản. Thế thôi. Ok, vậy là trên đây mình đã review nhanh hai cuốn sách, đó là Đấu trường sinh tử The Hunger Games và Trò chơi sinh tử Battle Royale. Nếu các bạn chưa đọc hai cuốn này hoặc là chưa đọc một trong hai cái bộ này thì mình khuyên các bạn hãy đọc đi, bởi vì cả hai bộ này đều rất là hay. Đặc biệt là Battle Royale, các bạn nên đọc một lần. Nhưng mà mình khuyên là những bạn trên 18 tuổi hãy đọc cuốn này nhé, bởi vì là nó rất là nhiều cái chi tiết máu me rất là kinh dị. Còn Đấu trường sinh tử thì có lẽ là mình sẽ recommend các bạn xem phim nhiều hơn, bởi vì đọc sách thì nó cũng có khá là nhiều chi tiết thừa và mình thì cảm thấy nó khá là mất thời gian khi mà đọc ấy. Đặc biệt là cái tập cuối cùng là cái tập Húng Nhại ấy. Nếu mà để chọn một cuốn để đọc thôi ấy, thì các bạn hãy chọn cuốn này, Battle Royale. Ok. Đừng quên là mình vẫn tiếp tục review sách ở Instagram Thị Lệ Nhận Sách. Hy vọng là các bạn đã thích cái video này. Và tạm biệt các bạn.